đi ba. Mày nói nó gì hơi vui sao làm món khái hả? Cảm ơn em. Lên lầu. Ngồi đây đi. Sáu người đây nè. Hả? Là các bạn sáu người. Ừ, vậy ngồi muốn ngồi đây sáu người. Ừ. Ngồi đâu? Anh muốn ngồi không? Sáu người ngồi ở đây. Ngồi đây hay là ngồi trong đây? Thế mọi người, cái đó là phải kéo bàn nữa đó. Vậy ngồi đây đi. Cái chợ này cháy rồi nè. Biết đâu. Cái chợ này cháy rồi. Cái cái chợ nổi á. Chợ nổi cháy hả? Ở cháy rồi. Cháy rồi nào? Mới đây nè. Ờ chợ nổi á, cháy rồi. Ừ. À lúc đó anh mới vừa đi Bên Thái nó làm mà trắng. Bên Thái làm kiểu như nguyên thủy truyền thống, nó không có màu. Nó ngày nào anh cũng soi. Thấy là anh đứng anh đi ăn soi. Anh nói vậy rồi biết anh ăn gì. Nhưng mà em biết ăn ở đây chỗ không? Em ăn ngay trong chợ gì, nó bán ngoài đường không? Cái trung tâm Center World, Center World. Cái chỗ đó đó, anh mới bị bắn súng đó. Vậy hả? Ờ, thằng kia nó nổ súng trong Center World. Đó, bắn súng ở quên. Ai cầm xe ảm mà. Ờ. Ủa, xe ảm mà bắn ra con. Ờ, xe, đúng rồi, xe ảm bắn ra đâu. Lộn. Nhiều nói vậy em suy nghĩ vậy rồi, ấy anh nói là mình biên năng thịt heo. Để anh nhờ vô khi nhìn đây cái hí quay mặt cho người quay phiền hí cái này đó. À, xong mở đẩy mở cửa ra. Chắc một người một xe quá. Thấy đi. Ba bậc ha. Bốn. Ba bậc bốn, bốn. Ba bậc này với một cái bậc này. Thôi giờ mình ăn cơm đi. Rồi vậy đó. Rồi được rồi. Vất vả quá. Cuộc làm bánh của mình vất vả quá. Bao nhiêu đâu, 200 cái thôi chứ. Đây. Hello mọi người, hôm nay mình đi phát bánh nhờ cho những người vô gia cư ở Sài Gòn. Mình đang vô bật. Mà trời mưa quá nãy giờ. Ok không? Ok ha. Vất vả quá. Ủa vậy? Vất vả gì? Vô bịch tất giả quá hả? Vất vả quá, trời mưa nữa. Thất mưa là gì thẳng mưa quá. Dạ. Nên mình thấy qua nhà nó vô bịch. Bịch gì? Nhà vô bịch lớn.
vô thôi. Tại phải cho cái máy mà không có điện thoại á. Khi bạn đang quay cái điện thoại là quay cái tin nhắn. Em nghĩ cái nào thích hợp? Em nghĩ cái nào? Cái này nè. Em cài cái phần mềm nó vô đây. Mà cái này nó có bộ nhớ. Nó bị hư rồi, nó bị lỗi nè. Nó xanh lè nè. Mà nó quay cái đẹp. Đâu có cái này, nó xả áp của cái điện của cái cây quạt của cây gậy mà nó liên quan tới cái mình cái máy ảnh đâu. Ủa? Nó áp của cái camera, nó xả áp của cái gậy đó mà. Ừ, em phải mở áp lên em mới xài được chứ. Ở chứ mình là khỏi áp được không? Ừ? Khỏi áp được không? Không. Tại cái áp đó giữa cái điện thoại với lại cái gậy đó nó sẽ kết nối nhau bởi cái áp đó. Tôi viết lên đây với tất cả trong tình. Bao tố triền miên. Người này biết mấy đường chạy rồi. Dữ dàng hơi lớn gì vậy? Hồi nãy kìa. Chị... Nó giảm bớt rồi phải không? Ừ. Giờ thì mất rồi. Bỏ kiếm để chạy thay đổi. Cầm thế này. Cầm chứ đi. Đây các bạn ai
cho nó đi. Ta đang quay YouTube đó. Để các bạn đang ngồi ghế đây nè. Là xong đi. Mới có 8 giờ tôi đóng cửa rồi. Dạ. Ừ. Và sao? Phúc với mẹ, Phúc với dì, Phúc có gì? Ở bên này, Phúc Tướng anh ở nhà đóng cửa, tôi không có mình không? Buồn yêu. Buồn ghê kêu luôn. Dạ. Không dạ. À, khá là đẹp nè, nhậu ơi nhậu. Cái nhậu này chơi. Chơi hả? Thì đó, nó đó, cái này chị nhậu rồi cái bọc lon với tiết nước ngọt thôi. Cái em nói gì cũng là nhậu. Thấy cũng tội. Mà thôi cũng cãi vậy hả? Có cãi không? Tội thiệt luôn. Có mượn không? Gì? Mượn ai ấy không? Đó thì qua, qua mượn đó. Có nói gì không? Ấy à, tại vì là Phật chủ. Một Phật, em đã mua Phật. Phúc á, ổng dẫn ổng đóng cửa, Phúc nó thì đi bộ ở ngoài. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Ủa sao nó thấy nó đang cái gì à? Người không muốn gặp gì, cần gặp gì đấy. Thì đó. Là ổng muốn đi bộ hả? Vô đây Phúc đi hả? Phúc đi ở ngoài. Thi vọng chắc rồi. Thiếu hả? Thiếu. Dạ. Nên là thiếu à. Rồi nghe đâu đủ. Thấy ơi, bỏ mấy cái này vô bịch bự giùm anh đi thấy ơi. Đúng ra là coi chơi nước suối nữa mà tại này không thấy mưa quá đâu, không đi mưa luôn. Mưa đó là bữa khác. Bọc lớn đâu đây à? Bọc lớn cái này. Bỏ mấy gì? Gì lẹ gì bớ chánh. Làm mẹ làm quẩn. Nhìn Phúc nó như vô chi vậy. Đi tới, đưa đi tới luôn. Còn kia hả? Cứ thêm vô đấy. Còn anh Tấn thì rú trong nhà phải không? Đi một chiều bộ xét phòng hồn. Phúc bài trả độ kìa. Cái đầu gì? Phúc bài trả độ. Anh á, cái mạnh. Dạ thôi anh rủ nó đi thôi ha. Ờ đi. Trong đây có người gì? Có người chém. Có người bị chém nữa. Ai làm chém? Mà ai biết được. Đi. Mà ông có xanh anh không hợp sao? Hôm nay anh cúng không có hợp. Sao không ra ngoài chơi rồi? Có gì đâu đi chơi phải không? Ôi, ẩm mà. Đủ đi thì không đi. Mà số ngày ở đó tới 2 hoài. Ừ.
ngủ đi thì mới đầu ngủ đi, bỏ mấy cơ là đi coi lô tô ngủ đi. Thôi mệt quá, anh mới đi công chuyện về mệt quá. Người nhìn tập bụi sống mình đứng mở cửa ra nhìn thấy chào thấy nhìn gặp thấy nhìn mặt nhưng mà có thấy nhau không thấy sao không đi hả không nhìn nhau luôn nữa đi đây gì ủa đến đi họp thì sao đâu có đi họp đâu phúc đâu đi họp ủa nó qua họp rồi kiểu gì ừ. Ủa nó làm nó họp rồi sao ai biết thiếu bọc chết chà nhỏ nó căng một ký bọc đó chị muốn có chút kinh nghiệm này mà ký bọc không đủ 100 cái là 200 cái 1 ký nấu đủ thì giờ nó có đăng ký anh thì nó 200 cái nó đăng ký nó đăng ký đó bây giờ mình bán không giờ chắc đóng cửa không cái này nó còn đó ký bọc không thiếu hả phải không vậy hết rồi đó thôi thiếu 50 cái ờ nè cái này không hả? Không thiếu cái 50 cái đâu hãy bỏ vô hay cho nhiều cái vậy nóng rồi tới 200 cái hãy bỏ vô thì thấy bà nội luôn ôi tuần cái bệnh của mình còn cái đắt rồi không cái bệnh này bỏ đi bỏ dòm vô nè bỏ dòm vô cái bệnh này không đủ cắt ra đi họ lấy ra là cho thôi ừ mà mình cũng khỏi cần lại đỡ lỡ là cái mưa gió này bây giờ cắt cho đi thôi giật lấy nguyên chùm luôn thì thiệt không cắt ra sẵn mà ừ họ cắt thì mấy cái này để cắt ra sẵn đi cứ bỏ vô hết đi xong mình cái nào cũng có thì thôi cắt ra sẵn cho thì ông cứ tình để làm sao làm mua nào nhưng mà 200 cái thì một ký bọc không đủ ký hai cứ gửi cho nó dư và còn 2 ký nó dư 2 ký là dư lắm rồi. Sao biết có lần sau nó thằng mua đại 2-3 ký luôn đi biết có lần sau nó mua đại 2-3 ký lại có lý à ủa vậy sao ủa dạ. Vậy sao chết cha rồi là nhiều lắm luôn á cắt đi không lấy ra chùm cắt lấy ra cái chùm nào để thôi học mình họ cắt thiếu á ừ? Ô hồi cắt là có cái cắt cái không cắt á thấy chưa cái đó chưa cắt cái chùm đó chưa cắt sao mà lấy được đến đây thì anh cầm vô biết cái nào chưa cắt liền nhỏ thôi, lọc cứ định hộp thôi. Tại vì đúng ra cái này á là ông tính là bỏ thêm cái nước suối nữa. Mà trời mưa nó không có đi mua đó. Nè, còn thấy không? Cho đều hết, không mua suối không thiếu. Sao mà đủ cả đủ 200 chai được. Đại nước suối tạt nó nước được không? Bỏ cái suối mà lại có gì không có không? Bánh thì cũng được một lần của mình hết rồi vậy đó. Không để coi hết rồi mình nhiệt lắm luôn cái này bóc đi hả bóc đi ừ bóc cái này vô luôn vô đi
Mở vô muỗng hả? Mở vô hay là khỏi muỗng luôn? Muốn muỗng không hay là khỏi muỗng? Gà vô. Cũng được. Thì cứ để ra ngoài đi rồi họ tắt cái lại. Thấy quán nó ngon không? Trời ơi, đắng giả mang luôn. Mình phải qua đắng giả mang luôn. Phải lạnh nó mát. Ở dưới nóng lắm, ở trên lầu nó lạnh nó mát. Không mà công nhận quán đó thì được, ngồi được. Nó mưa à. Không, sân dừa, anh đâu ngồi ở dưới đó, anh ngồi ở trên đây lạnh. Nó có cái phần, nó có cái chỗ riêng tư nữa. Cái chỗ đầu tiên đó nhớ không? Vô đó là đủ hội luôn. Tôi chưa biết cho nó là nó không, mà cái đó đẹp, cái đó là... cái đó là H cà phê chứ không phải là F F cà phê. Cái H là H cà phê. Huy, có tên Huy, 143 tỷ đó. Vậy hả? Nhìn không nhìn sang trọng, ngồi ly cà phê cũng mắc hơn là hai lần luôn á. Ly cà phê đó là bốn cái hai bằng tiền á. Ly cà phê đó 40 ngàn á. Mấy cái nhà đã xong rồi mua lại hết, xong rồi mới đặt mới xây cái đó. Mua ba cái bốn cái nhà gì đó. Ly cà phê 40 ngàn đúng không? Những khu làm sao? Mà mắc á, nó bán nhiều mắc. Hay lên có nhiều đâu, hay lên 29 ngàn chứ nhiều. Mua đất 0.4 mấy tỷ. Phải rồi. Nhưng mà cà phê nát làm đẹp hơn. Nhưng mà nó rộng. Cà phê nát nó làm đẹp hơn. Nó nhiều không, bán cà phê có khách là lời. Cà phê nát là thuê cái là lời thôi. Đây là một. Không có luôn hả? Chủ đó luôn. Có phải là cái ông nội mà cha mà ốm ốm đem mắc kiếm cũng trắng tươi. Ông chính ông nói FC toàn là BD không là ông không vô. BD vô mệt lắm. BD không chứ gì vậy hả? Anh gặp buổi sáng ngồi BD không? BD nó lớn, biết bạn mình dí hết trơn. Bạn mình dí? Thế, em muốn đó như con cũng có nhiều người đó, cứ tới lưu lưu hoài. Sáng năm cái đó chưa ăn cơm được cái đó ngồi. Thì cái đó hỏi bà hai bà dưới biết chưa? Vâng. Ê, thiếu mũ nữa nha. Chắc không, 100 mũ mà. Thì cái này 200 cái. Một bịch giờ là 200, là một bịch 100 đúng không? Còn nhiều mà. Không, đủ. Bịch này 200. Một bịch 100, hai bịch 200 đúng không? Chẳng lẽ này nó dư. Dễ dĩ dư. Chưa hết mưa đi khác cực lắm luôn. Ôi má ơi, chẳng lẽ nó đưa dư không? 1, 2, 3. Nó dư 1 cái nè. Dư cái bánh cho bé chín luôn. Dư bánh hả? Ừ, dư đó. Tại cái mũ này 100. Một bịch 100, hai bịch là 200 đúng rồi. Còn này có thể đưa dư nè. À, cái con địa. Ăn cái con địa, ăn địa. Hộ cho con trúng số nha, địa. Trời. Tay nó gom 3 bịch trúng số, mà trúng 100 ngàn. Cái số con mua làm bánh tầm từ thiện nữa. Tính ra phát bánh cái tiền mua bánh bao, cái tiền mua này cái nào mắc hơn ta? Bánh bao mắc hơn không? Đó, mắc hơn là phải nhiêu cái? 8 ngàn, 9 ngàn. Mà rẻ hơn. Mà ta không chê. Rẻ đang hơn. Bánh bao nó như bột mẻ lắm. Cái này cũng bột mà. Cái này cũng dễ ăn. Ồ, chín đúng như là để chín nói luôn, để ăn cái lại. Ý trời. Chứ muỗng không thể gì mà dư được. Muỗng có 100 cái là 100 cái nè. Rồi, cái này chắc khỏi buộc lại. Ủa, chết cha. Đâu. Nè, còn đóng này chưa vô bịch nè. Em còn rồi, để em còn, rồi. Em còn ở túi. Tớ kéo, tớ kéo. Ê, tính ra nếu mà cho bánh giò không thì chỉ cần giờ được, tại đâu cần bao. Ừ, có bao. Cho nước chở theo thùng được không? Mấy chai nhiêu? Thùng 30 chai. Lấy cái túi này đi rồi à.
gì cả mà. Kéo nó lại gì vậy bạn? Hôm nay happen còn bình mà được đó. Nhấn nút đó, nhấn nút trên cái cọ trên cái gậy luôn á, nhấn nút bên kia nút bên tay phải á. Bên đây hả? Ừ, bên tay phải á. Ừ, ê cái nút quay, ê cái lọc nút quay quay lại đi nút này nè. Thôi quay chỗ khác rồi. Để thấy gì rồi, để ra kia hay quá vậy. Để em quay thử cho khác nè. Đó, rồi xong. Không, nhưng mà sao nó bằng tay hoài vậy? Nói sao đâu, kệ nó. Ủa, không nói gì hết, im luôn nghe nè. Chứ nói gì vậy? Không biết em. Em đâu có biết nó. Bữa nó hay lắm rồi. Hello mọi người, hôm nay mình đi phát bánh giò cho những người vô gia cư ở Sài Gòn. Bây giờ mình đang vô bọc. Ừ. Sao cái tay nó chạy hoài vậy? Không sao đâu. Nó đi theo em chứ nó không có chỉnh hay cái cần cái nút tròn nữa đâu. Ok. Ừ. Ôi, nó xuống kìa. Cúi đầu xuống nó cũng xuống đó kìa. Kì vậy. Thôi đừng có chỉnh theo. Được không? Gì? Chỉnh nó xuống được không? Không, nó tự nó chỉnh. Nó tự nó canh cái cổ cái quay mà chứ nó không có chỉnh theo đâu. Thấy không, nó cũng lên lại à. Ờ, lên lại. Ừ. Gì đâu kỳ, em muốn nó quay theo mà. Muốn nó một chỗ. Ừ? Muốn một chỗ. Nếu một chỗ thì bỏ chế độ nó đi. Muốn nó đứng chỗ thì để lại để tắt cái chế độ đó. Sao? Nhấn vô cái chỗ mà cái 1, 2, 3 phía bên tay trái cái mặt cái thứ tư, bên tay trái cái thứ tư cái nút thứ tư á, thấy không? Này à. Một không, bên tay trái em thấy nó có bốn, nó có bốn cái biểu thị, nó có bốn cái hàm không? 2, 3, 4 nè. Từ dưới, từ dưới lên, từ trên xuống, từ dưới lên gì? 1, 2, 3, 4 hả? Ừ, nhấn vô cái đó rồi phải chắc kênh gì nè. Nó cũng quay đi. Đã nói là nhấn vô, nhấn giữ nó đó. Nhấn giữ nó. Đặt cho quen đi. Nhấn giữ đó, nó hiện ra ba cái thứ đó đó. Cái trên cùng. Trên cùng này hả? Cái trên cùng. Này phải không? Nó hiện ra ba cái đúng không? Đúng rồi. Cái trên này là không theo dõi nữa, còn cái này theo dõi vật thể, còn cái này theo dõi người. Đó, ngưng rồi đó. À, đúng rồi nè.
đến chỗ đi mình xuống chứ. Ừ rồi đó, vậy đó, vậy đi. Chờ. Đừng có đứng, ngồi im cạnh. Em đứng im coi, đứng im. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ở đây hay nó chạy rồi nè. Nè. Sao không để ngay giữa á? Học ý là để coi. Hello mọi người. À, hay là kiếm cái ghế cao ta? Không, như vậy là được rồi. Em thử quay kia, em thử quay chỗ khác này. Nó có quay này không? Không. Chưa chỉnh mặt hả? Quay chưa? Sao nó có đèn đốm vậy chừng ta? Quay chưa? Em tắt Bluetooth rồi hả? Thôi đi còn lại. Nhấn dừng lại này. Được chưa? Rồi, đó. Kim nhấn ghế.